Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2024. Thành phố Buôn Ma Thuột chuẩn bị triển lãm và thi sinh vật cảnh. Nỗ lực vận động học sinh vùng biên đến trường. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tìm lối thoát cho căng thẳng Trung Đông. Rơi máy bay tại Thái Lan, 9 người thiệt mạng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 8, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Tham gia trại huấn luyện, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung trọng tâm trong công tác đội năm 2024, gồm các phương pháp tổ chức thiết kế các mô hình hoạt động đội, nghi thức, nghi lễ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng truyền thông thích ứng linh hoạt trên mạng xã hội và kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác đội cho cán bộ phụ trách đội, thúc đẩy phong trào thiếu nhi toàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga vừa tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc lần thứ nhất năm 2024. Hội thi thu hút 14 đội thi với gần 200 thí sinh tham gia. Các đội đã trải qua 4 phần thi, gồm chào hỏi sân khấu hóa, thi trắc nghiệm, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm về các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. Hội thi góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền về công tác dân tộc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng phổ biến, giải quyết và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở. Ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quyên đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản trong Nghị định số 07 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ quy định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2023-2025. Quy trình tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Hướng dẫn phương pháp rà soát và phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, phương pháp xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Công ty Điện lực Đắk Lắk vừa tổ chức trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa ở huyện Esup. Cả 3 hộ được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa đợt này đều là thương binh thuộc diện khó khăn về nhà ở. Kinh phí hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà trên 100 triệu đồng. Trong đó, công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng một căn. Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Esup hỗ trợ 30 triệu đồng một căn. Quỹ đền ơn đáp nghĩa các xã ERV, Ele và thị trấn Esup hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, công ty Điện lực Đắk Lắk đã hỗ trợ xây dựng và trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn hai huyện Esup và Buôn Đôn với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với công an huyện Eka truy bắt thành công một đối tượng gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh. Đó là Nguyễn Văn Sự, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Bắc. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 19 tháng 8, công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chủ một tiệm vàng ở phường Khánh Xuân về việc khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày có một nam thanh niên đến hỏi mua vàng rồi lợi dụng chủ tiệm mất cảnh giác để cướp vàng rồi tẩu thoát. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã lập chuyên án để truy bắt đối tượng. Trong quá trình lần theo dấu vết thì khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 8, một nam thanh niên với những đặc điểm nhận dạng tương đồng đã đến một tiệm vàng ở thị trấn Eka, huyện Eka, dùng thủ đoạn giả vờ mua rồi cướp. Đến sáng 22 tháng 8, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật nêu trên là Nguyễn Văn Sự khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Krông Bắc. Bước đầu Sự khai nhận do lún sâu vào bài bạc trên mạng, nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Trước khi đi là thố có bản số xe của em, cắt cái thố có bản số xe của họ gắn vô xe của em, cái bịt của xe em đi. Bận cái ố màu đen với cái quần màu đen của em. Em chuẩn bị kỹ đó để họ khỏi phát hiện, để công an khỏi phải điều tra. Nhưng mà không ngờ hôm nay bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ.
Toàn bộ số vàng cướp được, Sự đã mang đến bán tại hai tiệm vàng ở huyện Cà Rồng Bắc và Cà Rồng Bông. Hiện cơ quan công an đã truy thu được toàn bộ số vàng trên để trả lại cho bị hại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các nghệ nhân, câu lạc bộ, nhà vườn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đang chuẩn bị lựa chọn các loại cây cảnh, hoa, đá, mỹ nghệ đặc sắc để tham gia triển lãm và thi sinh vật cảnh lần thứ nhất năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển. Những ngày qua, các hội viên trong câu lạc bộ chim chào mào An Trí, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đang tích cực chăm sóc và chọn ra những con chim, lồng chim xuất sắc nhất để tham gia triển lãm và thi sinh vật cảnh lần thứ nhất năm 2024. Chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ để cho cái dự đáo nó được thành công tốt đẹp. Để chuẩn bị chú đáo cho triển lãm và thi sinh vật cảnh lần này, Hội thi sinh vật cảnh thành phố Buôn Ma Thuột đã triển khai đến các hội cơ sở, các nghệ nhân, hội viên lựa chọn các loại cây cảnh mang tính nghệ thuật cao để tham gia. Ở trong vườn nhà mình có nhiều mà, hàng trăm cây bonsai, cây cảnh, địa lan, rồi các loại lan hài. Lúc đó có chậu nào nở bông đẹp, anh em thích ưng ý thì tôi sẵn sàng để cho anh em vận chuyển đến để tham gia triển lãm. Triển lãm và thi sinh vật cảnh lần thứ nhất năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2024. Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết quả hoạt động của phong trào sinh vật cảnh của thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt giới thiệu các tác phẩm được chế tác từ cây cà phê, đồng thời khuyến khích người dân và hội viên góp phần cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, hiện đại. Chúng tôi mong rằng là tất cả các nghệ nhân, các anh em hội viên có trách nhiệm của thành phố nói riêng và sinh vật cảnh cả tỉnh nói chung đều đóng góp cái tâm huyết của mình vào trong cái trưng bày nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Buôn Thuột, rồi là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc khánh 2 tháng 9, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Dự kiến có khoảng 4.800 tác phẩm của 3 bộ môn, gồm cây cảnh, đá, gỗ lụa và chim cảnh tham dự triển lãm, trưng bày và thi sinh vật cảnh thành phố lần thứ nhất năm 2024. Đặc biệt, trong khuôn khổ của triển lãm, thành phố sẽ tổ chức đấu giá tác phẩm sinh vật cảnh gây quỹ ủng hộ người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh ra lớp không đều luôn là nỗi lo của những người làm công tác giáo dục tại Đắk Lắk mỗi khi năm học mới bắt đầu. Những ngày này, cán bộ, giáo viên các trường ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài việc chuẩn bị bài vở, giáo án, còn lặn lội đến từng nhà, vận động từng phụ huynh, học sinh với mong muốn các em đến trường đầy đủ. Cô Lê Trần Mỹ Loan, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Du, xã Even, huyện Buôn Đôn, đã có hơn 24 năm gắn bó với nghề giáo. Bao nhiêu năm trong nghề là bấy nhiêu năm làm công tác vận động học sinh ra lớp. Hầu hết học sinh của cô Loan đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trường hợp phải vận động nhiều lần mới đưa được học sinh trở lại lớp học. Em sẽ đi học đều đều và cố gắng học giỏi và không bao giờ giống như hôm trước. Và các cô đã động viên em đi học đều đều. Em cảm ơn các cô rất là nhiều. Khi lên lớp mà trò vắng là cô giáo cũng gọi là nó thiếu một cái gì đó. Cũng nói chung mình dạy là phải có trò mà. Cho nên khi các trò mà đến lớp mà chăm ngoan đi học đều, đó là niềm vui mừng nhất với giáo viên chủ nhiệm. Vì ta phải có học trò thì ta mới thể hiện được hết khả năng của mình. Cho nên là khi trò nghỉ thì mình cũng nghĩ lại là mình dạy như thế nào mà để trò kiểu không ham học. Thì mình cố gắng tạo mọi điều kiện cho các con đi ham học. Đó là cái nhiệm vụ của giáo viên. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Nguyễn Du, xã Even, huyện Buôn Đôn có 449 học sinh với 85% học sinh dân tộc thiểu số. Với phương châm không để học sinh bỏ học rồi mới đi vận động trở lại trường, trường đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động, nhắc nhở học sinh đến trường khi năm học mới còn chưa bắt đầu. Những ngày này, các thầy cô giáo trong trường đã chia nhau đến từng gia đình để tuyên truyền vận động phụ huynh cho học sinh ra lớp. Giáo viên phụ trách khối lớp 1
là giáo viên đồng bào dân tộc thiểu số tới các buôn thôn mà địa bàn trường phụ trách để vận động tuyên truyền con em ra lớp. Và đó là một cái thành công lớn mà năm học này trường tiểu học Nguyễn Du đã thực hiện được. Huyện Buôn Đôn có 34 trường học với trên 16.000 học sinh. Để đảm bảo sĩ số ngay từ những ngày đầu năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền xã, thị trấn, tăng cường vận động học sinh đến trường, phân công cụ thể từng giáo viên rà soát, nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của từng em học sinh, phát huy và tạo các mối quan hệ mật thiết giữa phụ huynh với cán bộ, giáo viên, đặc biệt chú trọng giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai có nguy cơ bỏ học. Thì đến thời điểm này, thì hầu hết các trường tiểu học và trung học cơ sở cũng đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh và huy động học sinh đã bỏ học trước đây ra lớp. Tuy nhiên thì còn một số trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cũng còn một số khó khăn. Nhà trường cũng đã có các cái biện pháp là phối hợp với chính quyền địa phương, với các tổ chức đoàn thể, các thôn buôn để tiến hành đến tận nhà học sinh, thậm chí là vào trong rẫy để vận động cha mẹ học sinh đưa học sinh ra tuyển sinh. Với những nỗ lực của ngành giáo dục Buôn Đôn trong công tác vận động học sinh đến lớp, từ trước ngày khai giảng, tin rằng tỷ lệ học sinh đến trường sẽ đạt cao và một năm học mới có nhiều kết quả tốt đẹp. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên thường kỳ để nghe các báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông, khu vực đang chìm sâu vào căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở dải Gaza đã kéo dài suốt 10 tháng qua. Tại cuộc họp, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Tor Wennesland, cảnh báo khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng leo thang không thể kiểm soát được. Theo ông, các lệnh sơ tán liên tiếp của quân đội Israel tại Gaza làm dấy lên quan ngại rằng các dịch vụ thiết yếu có nguy cơ sớm bị cắt đứt. Trong khi đó, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky, bày tỏ lấy làm tiếc khi Hội đồng Bảo an cơ quan quyền lực nhất của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh không thể ngăn chặn cuộc xung đột ở Gaza suốt 10 tháng qua. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh đây là thời điểm quyết định cho khu vực và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại tại Qatar trong tuần này. Quan chức Mỹ cũng hối thúc 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an tiếp tục đưa ra thông điệp mạnh mẽ tới các bên liên quan nhằm tránh những hành động làm leo thang căng thẳng. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới, trong đó yêu cầu người dân Palestine rời khỏi nhiều khu vực thuộc phía đông thành phố Khan Yunis, phía nam dải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Một máy bay chở khách loại nhỏ của Thái Lan đã rơi tại một khu vực rừng ngập mặn chỉ sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Bangkok, khiến toàn bộ 9 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, thiệt mạng. Truyền thông Thái Lan cho biết 9 người thiệt mạng bao gồm 5 du khách đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, 2 nữ tiếp viên cùng cơ trưởng và cơ phó người Thái. Máy bay cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi lúc 14h46 phút ngày 22 tháng 8 hướng đến sân bay Komaichi ở tỉnh Chad. Máy bay mất liên lạc vào khoảng 15 giờ và được xác định gặp nạn lúc 15 giờ 18 phút. Máy bay đã lao thẳng đầu xuống đất, vùi sâu hơn 10 mét vào nền đất lầy lội. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. Những mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trong bùn lầy ở khu vực rừng ngập mặn gần đền Wat Khao Din. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Đầu tháng 9 tới đây, Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine đầu tiên chống dị ứng phấn hoa bạch dương. Kết quả sau các đợt thử nghiệm và nghiên cứu vaccine này sẽ được hoàn thành vào hè năm 2025. Theo các nhà nghiên cứu tham gia dự án, loại vaccine mới này có thể cách mạng hóa liệu pháp miễn dịch đặc hiệu với chất gây dị ứng. Các phương pháp điều trị hiện tại có thể kéo dài tới vài năm và người bệnh phải tiêm hàng chục mũi. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ làm giảm các triệu chứng chứ không loại bỏ hoàn toàn tình trạng dị ứng. Loại vaccine mới chỉ cần tiêm từ 3 đến 5 mũi là có hiệu quả. Và những năm 1990, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng chất gây dị ứng là một nhóm protein, qua đó giúp liệu pháp điều trị đặc hiệu chất gây dị ứng trở nên khả thi. Việc phát triển vaccine dựa trên chất gây dị ứng tái tổ hợp và peptide, chất gây dị ứng tổng hợp, đã được thảo luận từ những năm 2010. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp điều trị trước đây đều cần thời gian dài để tạo ra hiệu quả bền vững. Theo số liệu mới công bố, trong 6 tháng đầu năm nay, Cuba đã tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và nhà hàng thêm 112% trong bối cảnh đảo quốc Caribe xác định du lịch là mũi nhọn cơ bản để phục hồi tăng trưởng sau đại dịch COVID-19.
Số liệu do Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba công bố cho thấy, chính phủ Cuba đã phân bổ hơn 15,7 tỷ peso, tức hơn 657 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái chính thức dành cho các doanh nghiệp, cho ngành du lịch. Như vậy, đầu tư cho ngành công nghiệp không khói chiếm 36,5% trong tổng số gần 1,86 tỷ đô la Mỹ ngân sách dành cho phát triển của Cuba trong nửa đầu năm nay. Nếu chia các khoản đầu tư theo phân khúc thì mảng dịch vụ kinh doanh, bất động sản và hoạt động cho thuê, bao gồm xây dựng khách sạn chiếm 26,4% tổng vốn đầu tư đã thực hiện. Tiếp theo là công nghiệp sản xuất và khách sạn, nhà hàng với lần lượt 19,5% và 11,4%. Chính phủ Cuba đặt mục tiêu thu hút 3,2 triệu lượt du khách trong năm nay nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi của lĩnh vực du lịch sau đại dịch COVID-19 và chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, Cuba đã đón tổng cộng hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt 45% mục tiêu trên. Tàu thám hiểm các mặt trăng băng giá của sao Mộc Chus do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu vận hành đã thực hiện thành công chuyến bay ngang qua mặt trăng trái đất đầu tiên trên thế giới. Theo cơ quan này, tàu Chus đã tận dụng lực hấp dẫn của trái đất để bay theo sao Kim trên một lối tắt đến sao Mộc thông qua không gian bên trong hệ mặt trời. Chuyến bay được thực hiện trong ngày 19 và 20 tháng 8 nhằm đổi hướng đi của Chus trong không gian. Đầu tiên sử dụng lực hấp dẫn của mặt trăng và tiếp đó sử dụng lực hấp dẫn của trái đất để thay đổi tốc độ và hướng của tàu vũ trụ. Việc bay ngang qua mặt trăng đã giúp Chus tăng tốc độ thêm 0,9 km trên giây so với mặt trời và hướng tàu này về phía trái đất. Sau đó, việc bay ngang qua trái đất khiến Chus giảm tốc độ 4,8 km trên giây so với mặt trời và đưa tàu này sang một quỹ đạo mới hướng tới sao Kim. Nhìn chung, việc bay ngang qua mặt trăng trái đất đã làm chệch hướng đi của Chus một góc 100 độ so với đường bay trước đó. Chus được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 4 năm 2023 bằng tên lửa Ariane 5. Chus có hành trình kéo dài 8 năm với các chuyến bay ngang qua trái đất và sao Kim để đến sao Mộc. Tàu vũ trụ này sẽ thực hiện các quan sát chi tiết về sao Mộc cùng ba mặt trăng khổng lồ của sao Mộc để khám phá thêm về những điểm đến này, nghiên cứu khả năng có sự sống ở đây trong quá khứ hoặc hiện tại. Bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.